Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2005, quê Khánh Hòa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 28 tháng 3, một người phụ nữ lên mạng xã hội đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp con trai mất tích tên Đặng Quang Vinh, sinh năm 1997, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói anh Vinh đang ở Campuchia. Người này cũng đề nghị mẹ anh Vinh chuyển 6.000 đô la Mỹ để nhận con. Do không lo đủ tiền nên gia đình anh Vinh xin đưa 65 triệu đồng thì được người này đồng ý. Kẻ này còn đề nghị gia đình đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để trao tiền nhận con. Sau đó, địa điểm giao dịch được đổi đến đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, người nhà anh V đến công an phường 25, quận Bình Thạnh để trình báo vụ việc. Sau đó, ngay khi thanh niên vừa nhận 65 triệu đồng tiền chuộc từ người nhà anh V tại địa chỉ số 70 đường D5 thì bị công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Hoàng Khang đang là sinh viên tại một trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trong ba lô của Khang, lực lượng chức năng phát hiện số tiền mặt 65 triệu đồng. Vụ việc đang được công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Công an Kiên Giang cho biết Công an huyện Tân Hiệp đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên, 43 tuổi, để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.V.N, 60 tuổi, ngụ cùng địa phương với Xuyên. Thông tin ban đầu chiều tối ngày 28 tháng 3, nhận được tin báo của người dân phát hiện ông N tử vong tại nhà riêng có dấu hiệu khả nghi, công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an Kiên Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Qua xác minh điều tra, lực lượng công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà một mình, hàng xóm xung quanh đều vắng nhà nên không ai biết được sự việc. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, công an huyện Tân Hiệp xác định xuyên là đối tượng nghi vấn nên tiến hành bắt giữ và đấu tranh ngay trong đêm. Làm việc với công an, lúc đầu xuyên quanh co chối tội, thế nhưng trước những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, xuyên khai, chiều ngày 28 tháng 3, nghi can mang chai rượu đến nhà nạn nhân rủ nhậu, nhưng nạn nhân không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, rồi xuyên ra sân lấy một đoạn gỗ trở vào nhà tấn công vào vùng đầu và thân của nạn nhân, dẫn đến tử vong. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên quán cà phê đang mang nước cho khách thì bị đôi nam nữ ngồi trên xe máy, dùng ly nước tạt vào mặt. Do nước có ớt nên nữ nhân viên quán cà phê đau đớn, ôm mặt bỏ chạy vào bên trong cầu cứu. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 3 trong clip, một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang dừng trước một quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi thấy nữ nhân viên mặc áo đen đi ra đưa đồ, Cô gái ngồi sau xe máy liền hắt cốc nước có pha ớt vào mặt đối phương, rồi cả hai tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Liên quan vụ việc, đại diện công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, sau khi nhận được tin trình báo của nạn nhân là chị NTTH, nhân viên quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, công an phường Chánh Nghĩa đã xác minh và mời NHTV sinh năm 2006 và NMK sinh năm 2009 cùng ngụ tỉnh Bình Dương về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai người này khai do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên bực tức và đến quán mua ly trà sữa, sau đó lấy hai quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong ly trà sữa. Hai người đi xe máy tới quán cà phê nơi chị Hát làm việc rồi giả vờ mua nước mang đi. Khi nữ nhân viên đi ra ngoài thì bị họ tạt ly trà sữa có ớt vào mặt. Vụ việc đang được công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Mới đây một video trên mạng chia sẻ về nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, gồm cả bí thư xã có biểu hiện say rượu, to tiếng qua lại với người dân sau một va chạm giao thông. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Video ghi lại sự việc xuất hiện trên một trang mạng xã hội sáng ngày 29 tháng 3 thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong video do người dân quay lại, tại hiện trường một vụ va chạm giao thông, xe ô tô vì ốt va chạm với xe tải ngược chiều dẫn đến bung cản sau. Nhóm lãnh đạo xã mặc áo sơ mi xanh, biểu hiện say rượu rồi lời qua tiếng lại với tài xế xe tải. Trong 5 phút video, một người trong nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền liên tục lớn tiếng, chỉ tay hăm dọa nam thanh niên được cho là tài xế xe tải. Ông Định Công Quý, bí thư xã có biểu hiện say rượu nhưng là người can ngăn, xoa dịu tình hình. Nam thanh niên liên tục lùi lại, không xô sát với nhóm lãnh đạo xã và lời qua tiếng lại. Trong video có sự giằng co, thách thức, một số người can ngăn, gần đó là ba phương tiện xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con. Xe con bị hư hỏng phần đuôi, còn xe lôi chặn trước đầu xe con. Sự việc kết thúc khi có thêm người dân lên tiếng khuyên nhủ nhóm lãnh đạo xã. Nội dung bài đăng trên mạng xã hội: "Đây là các lãnh đạo một xã ở huyện Tân Sơn, nghi có hành vi tác động vật lý vào người dân và nhìn có vẻ trong tình trạng say rượu, gây tai nạn." bài đăng đến thời điểm hiện tại thu hút được gần 1.000 lượt chia sẻ. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Ông Thăng cho hay, tìm hiểu ban đầu cho thấy sự việc xảy ra hôm 26 tháng 3 nhưng chúng tôi chỉ mới nắm được. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh. Chủ tịch huyện Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản thông tin thêm, chúng tôi cũng chỉ vừa nắm được sự việc, Bí thư huyện đã giao các cơ quan đảng và chính quyền xác minh, sau đó sẽ có xử lý. Hiện các đơn vị chức năng huyện Tân Sơn đang xác minh, làm rõ vụ việc. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che nếu xác minh có sai phạm. Mới đây, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giáo đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, theo kết quả của thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Sau đó, bốn trường hợp thực hiện chuyển nhượng cuối cùng hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ thuộc quản lý riêng của ông Kim và hai con trai. Trong 138 hecta đất rừng phòng hộ của cha con ông Kim, cá nhân hộ ông này sở hữu 85 hecta, hai con trai Nguyễn Đình S 30 hecta, Nguyễn Đình N 23,4 hecta. Sau này ông Kim có động thái chuyển đổi sang tay một số diện tích đất rừng trên cho một hộ dân khác nhưng bị ngành chức năng phát hiện tạm dừng. Ông Kim còn nằm trong chuỗi hàng loạt sai phạm về cấp đất cho thuê đất ở huyện Vĩnh Thạnh, trong đó có vụ cấp và cho thuê đất trái luật cho vợ cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sĩ. Trước đó vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh ba nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất cho thuê đất mà thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó từ năm 2022 đến nay, thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Hiện ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim vụ án đang được công an tỉnh bình định tiếp tục điều tra làm rõ ông nguyễn đình kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú